Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Như Lai mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Phật dạy: Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thọ tưởng hành thức mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc có tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không.